Xin chào anh em đam mê audio nhé. Cảm ơn các anh trên toàn quốc đã quan tâm và theo dõi em Hồng Anh. Các anh mới vào vui lòng ấn đăng ký, nhấn chuông cũng như là nhấn theo dõi để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt về hàng ngày các anh nhé. Nếu thấy video của em hay và bổ ích, vui lòng cho em thêm một like để động viên khích lệ tinh thần. Mọi thông tin các anh vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 086-688-0998. Rất cảm ơn các anh. Hôm nay mở đầu bằng một cái clip test nhạc vui vẻ, sau đó là chúng ta sẽ cùng đi chi tiết giới thiệu với anh em những cái dây đến từ anh các anh nhá. Ở đây thì đều là dây của anh hết, rất là chất lượng, rất là hay, dây sản xuất tại anh em yên tâm chơi và sử dụng. Trong đấy có những cái sợi nhìn rất là gấu, rất là hổ báo, nhưng mà giá thành thì đọc cái là giật mình ngay các anh ạ, giá rất yêu thương luôn nhá. Đều là dây zin xịn hãng hết nên là anh em hoàn toàn yên tâm chơi và tin tưởng. Những cái dòng dây này cũng không có nhiều trên thị trường anh ạ. Đều là dây cổ và không sản xuất nữa. Bởi vậy là anh em nghiên cứu nếu hợp lý và phù hợp với nhu cầu thì anh em chơi. Lưu ý đây là những cái dây rất là tốt. Mặc dù kể cả giá thành nó có bình dân thì chất lượng vẫn đều vượt giá thành rất là nhiều các anh nhá. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu anh em một cái cặp dây. Mà nhìn cái bề ngoài của nó thì đã thấy là hoành tráng rồi các anh ạ. Dây rất lớn. So với dây cổ thì dây này là rất to rồi. Đây các anh có thể so với cái dây quét. Dây nó to lắm. Dây của Pusonic Cap. Đây là một thương hiệu của anh, chuyên những cái sản phẩm rất là chất lượng và phân khúc giá tiền cũng rất là hợp lý. Đầu rắc cũng là đầu rắc zin các anh nhá. Đầu rắc cũng rất là đẹp. Đầu rắc Pusonic luôn. Dây cặp này thì được đánh giá là khá là to rồi. Các anh có thể nhìn so với tay em cầm đây. Độ dài là 1 mét các anh nhá. Độ dài là 1 mét. Cặp dây nhìn đã thấy hổ báo rồi các anh ạ. Giá thành thì rất là yêu thương thôi, 2,2 triệu các anh nhá. Cặp này rất là đáng chơi và phân khúc tầm tiền cũng hợp lý. Anh em mà lựa chọn thì sở hữu, nhưng tay sở hữu nhá. Mới về có một cặp này thôi các anh ạ. Dây to, chuẩn chỉ. Cam kết với anh em là dây chuẩn xịn, anh em yên tâm chơi. Thật sự là cái dây nó rất là lớn rồi, nhìn rất là bắt mắt. Em thử mở xem có mở ra bên trong này các anh nhìn không. Đó. Đây. Khá là khó mở. Đây em tháo ra đây. Đầu rắc rất chất lượng này ạ. Nhìn thì phong cách lõi khá giống với lại hãng Atlas. Giá thành thì quá bình dân rồi. Anh em nghiên cứu chơi cặp này nhá. Ngoài cặp này thì em còn mới về một cặp dây bản Paraguay. Paraguay. Đây dây Paraguay. Dây này cũng khá là to, trắng ngọc trai. Dây rất là đẹp. Đầu rắc thì có cũ theo thời gian, nhưng mà cái lọ cái cốt ở bên trong thì các anh có thể nhìn cái sản phẩm nó rất là chất lượng các anh ạ. Bản silver các anh nhá. Lõi mạ bạc thật luôn. Em sẽ phóng lên để cho các anh nhìn cho nó dễ. Đấy các anh có thể nhìn cái lõi của nó này. Lõi mạ bạc thật này. Và cái rắc này cũng là được tiết nguyên khối. Đó các anh có thể nhìn óng ánh luôn. Đấy, những cái vân của nó đây. Đầu rắc được tiện nguyên khối nhá. Dây lớn và rắc cũng khá là lớn. Trắng ngọc trai. Cũng độ dài 1 mét. Các anh nào mà thích dây lõi không mạ thì các anh có thể chơi cái dây Pusonic. Còn các anh muốn chơi dây lõi mạ bạc thật thì các anh có thể chơi cái dây của Paraguay. Dây rất là chất lượng và zin xịn hãng các anh nhá. Đó, Paraguay Silver đây. Professional Interconnect. Cặp này em cũng giao lưu với anh em vì cái giá là 2,2 triệu thôi các anh nhá. Giá đã cân đối và rất là tốt để cho các anh chơi rồi. Xin khẳng định với các anh rằng là nó hay vượt tầm giá rất là nhiều. Và dây rất là chất lượng. Hai cặp này đều có cái kích thước nó khá là lớn so với lại các cái dây khác. Đây các anh có thể so sánh với lại cái dây quét. Kích thước khá là lớn. Đó. Cầm rất là nặng tay các anh ạ. Tương đối là khủng. Giá thành thì ngon bù rẻ là có thật.
các anh nghiên cứu nhé. Ngoài ra thì em sẽ giới thiệu tiếp là hai cặp dây quét, dây rất là đẹp, dây quét tím em cũng đã bán nhiều rồi. Phải nói là anh em đánh giá rất cao ở trong cái tầm tiền bỏ ra, mua được một cặp dây zin xịn chuẩn, giá thành bình dân, nguyên cái bộ giắc này thôi nó đã đáng tầm 2/3 cái giá thành rồi các anh ạ, quá là hợp lý. Hai cặp dây quét này, đây cũng là dây quét nhá, hai cặp dây quét. Cặp quét tím thì rằng là dây liền như thế này, thì trong một số trường hợp thì sẽ được tách ra thì nó cũng giống như là cái dây này thôi, nhưng dây này nó là bản đơn sẵn rồi chứ không phải là tách nhá. Đó, quét đầu giắc cũng là đầu giắc zin hết, toàn bộ là đầu giắc zin hết nhá, độ dài đều là 1 mét. Quét Queenix 1 và Queenix 2. Giá của cái sợi tím này là 1,6 triệu. Cũng bình ổn giá trong bao nhiêu năm nay rồi. Và giá của cái sợi màu trắng này là 1,65 triệu các anh nhá. Trên nhau 50.000 thôi. Thì đều là đáng chơi cả. Anh em nào mà chơi hệ thống mà cần nó tính đồng bộ cao một chút thì có thể làm hai cặp này. Giá vẫn còn rẻ hơn so với lại nhiều một sợi dây khác, thế nhưng mà chất lượng thì rất là vừa tầm. Các cái giải thì đều được cân bằng, cũng như rằng là trung âm của dây anh thì rất là đẹp. Độ ngọt ngào có, độ chi tiết có, độ sạch sẽ có, và các giải đều xuống được, giải trầm đều xuống được, và giải trung hay là giải cao thì đều lên được. Nói chung là rất là xứng đáng chơi, tiếp xúc thì được mạ vàng. Hai cặp dây đáng tiền, giá thành cũng rất là bình dân. Cam kết với anh em chơi đây là dây zin xịn nguyên bản hãng, các anh yên tâm chơi và sử dụng nhé. Giới thiệu hôm nay là cái clip mà có thể nói là một toàn những cái dây ngon thôi, hợp lý và bình dân thôi, không có dây nào là dây đắt tiền cả, nhưng mà chất lượng thì vượt tầm. Anh em chơi liên hệ với em qua số điện thoại 0866880998 nhé. Nếu thấy clip của em hay và bổ ích, vui lòng cho em thêm một like để động viên, khích lệ tinh thần em ra nhiều những cái clip hay tốt hơn nữa. Rất cảm ơn các anh đã quan tâm và theo dõi clip của em Hồng Anh. Hẹn các anh ở trong những cái sản phẩm khác để giới thiệu những cái mặt hàng chất lượng cho anh em chơi. Xin chào và hẹn gặp lại.